Xin chào mọi người, mình là Thi đây. Bây giờ là 9 giờ tối rồi á mọi người. Mà không hiểu sao á, mình thèm đồ nướng. Mà đồ nướng mình phải chấm với muối ớt xanh mình mới chịu nha. May quá là mình đã có đủ nguyên liệu để làm luôn. Đây là mình cho muối và ớt vào, thêm một tí mù tạt nha. Sau đó là đường và sữa. Tiếp theo là một ít nước lọc. Mình không có bột chanh nên mình phải cho chanh tươi vào. Sau đó là mình xay cái hỗn hợp này lên. Xong rồi nè mọi người, màu đẹp không? Mình lục tủ lạnh và phát hiện ra ba con mực tươi của mẹ mình nè. Ok, là mực nướng sa tế luôn. Chờ Đà Lạt lạnh lạnh mà ăn mực nướng sa tế nữa. Mà phải nhiều ớt cho cay cay nha. Ướp xong thì mình bỏ vào nồi chiên không dập. Tầm 10 phút là mực đã chín đều hết rồi nè. Trời ơi, cái màu nó đẹp lắm luôn á. Tiếp theo là mình lôi thịt heo băm và thịt bò băm của mẹ mình ra để làm bò lá lốt nè. Ướp thịt xong thì mình để thấm khoảng 20 phút. Lần đầu mình làm món này không biết có thành công không nữa. Mình thấy mình cuốn xa lắm luôn á. Không được rồi nên mình kêu mẹ mình chỉ cho mình. Mẹ mình đã lật cái mặt kia lại nên mình thấy có vẻ đúng hơn á. Nghĩ tới nghĩ lui một hồi thì thấy nó vẫn sai đúng không mọi người. Và cuối cùng là mình xay cái lá lại như thế này. Xoay được cái lá rồi á thì lại sai cái mặt. Ok rồi, đây mới đúng là thành công nè. Mình chán mình ghê luôn á. Cái đầu tiên nhưng mà nhìn cũng không đẹp lắm. Có ai biết cuốn bò lá lốt thì chỉ cho mình với nha. Lòng vòng hơn 30 phút thì bây giờ mình mới bắt đầu nướng. Mình sử dụng nồi chiên không dầu luôn chứ bây giờ mà đi nhóm than thì lâu lắm. Phải nói là cái mùi bò lá lốt nó thơm nức mũi luôn á. Mà mọi người ăn bò lá lốt và mực cùng mình nha. Thỏa mãn cái cơn thèm đồ nướng với lại muối ớt xanh. Thịt mà mình ướp á nó vừa vị lắm luôn á. Chấm chấm vào muối ớt xanh nữa. Cuốn thì nhiều nhưng mà mình nướng rất là ít. Tại giờ này bố mẹ mình đi ngủ hết rồi. Có một mình ăn với mọi người thôi. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video này. Một cái video ngẫu hứng của mình. Bye bye.